Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Mới đây, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Nam cho biết, tàu sắt lớn không người lái quốc tịch Sierra Leone trôi dạt vào bờ biển của Lao Chàm vẫn đang được bảo vệ nghiêm ngặt. Ngày 13 tháng 3, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam cho biết đã có văn bản gửi các cơ quan đơn vị liên quan về việc theo dõi phối hợp giám sát việc thực hiện phương án trục vớt, xác tàu kinh trích trôi dạt, chìm đắm trên vùng biển Cù Lao Chàm, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Cụ thể, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam giao Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Bộ Chỉ huy, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An và các ngành đơn vị liên quan có trách nhiệm theo dõi phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng của Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam, kiểm tra giám sát công ty trách nhiệm hữu hạn TDQ Việt Nam, đơn vị thi công trục vớt, các phương tiện tham gia trục vớt sát tàu Kindred, trôi dạt chìm đắm trên vùng biển Cù Lao Chàm. Việc trục vớt phải được thực hiện đảm bảo đúng tiến độ biện pháp thi công, biện pháp bảo đảm an toàn theo phương án được duyệt, tuyệt đối không để xảy ra ô nhiễm môi trường trong quá trình thi công trục vớt tàu. Trước đó khoảng 10 giờ 30 phút sáng ngày 1 tháng 12, đồn biên phòng Cù Lao Chàm phát hiện con tàu sắt này trôi từ ngoài khơi vào mắc tại mỏm đá thôn Bãi Hương, xã Tân Hiệp, thành phố Hội An. Lực lượng chức năng đã kiểm tra và ghi nhận con tàu này mang tên Kindred, quốc tịch Sierra Leone, số hiệu 9Li2674, trên tàu chở chất lỏng. Tổng trọng tải toàn phần, gần 14.000 tấn, chiều dài 132m, chiều rộng 21m, thời điểm trôi vào bờ trên tàu không có thuyền viên. Do sóng to nên cuối ngày 1 tháng 12, tàu bị đánh giạc về bãi nần Cù Lao Chàm bộ chỉ huy tỉnh quảng nam chỉ đạo đồn biên phòng cù lo chàm tiếp tục tổ chức quan sát canh gác bảo vệ không cho người dân tiếp cận tàu đồng thời thông báo cảng vụ hàng hải tỉnh quảng nam có phương án xử lý